Rồi giao lưu với các bạn một cái cây dầu rin, cây này là cây dáng lân bonsai. Đó, cây này mà chọn được 3 năm rồi. Cây mã số 9 trên vành chậu nha anh em. Cây này có một bộ gốc đế rất là khủng nha. Đó. Rồi, chiều cao của cây á thì nó rơi vào tầm 80. Đấy. Còn bề ngang sau khi bấm con lại rút cành rồi á thì nó rơi vào tầm 65. Phần thân tầm 18 nha nè. Coi mình quay ra kỹ cho anh em xem cái dàn tay nó này, 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tay và một ngọn nha. Đây lúc trước là cái đoạn này là đỡ mình hãm cái chiều cao của nó từ dáng lông cao xuống ha, dáng lông lùng để mà mình vô gom vô cái chậu nhỏ này. Chậu này thì lọt lòng tầm 40. Chậu 8 cành nha anh em. Chậu men 8 cành. Rồi, cái này mình báo giá công khai giá anh em là 7 triệu nha. Giá tại vườn mình không có bao cước nha anh em. Rợ nó to như ngón tay cái luôn ha. Rất là bự. Có những rợ lớn hơn nữa. Dàn gốc đó nó rất khủng. Rồi, giá mình muốn giao lưu cho anh em giá 7 triệu nha anh em. Anh em nào có thiện chí giao lưu, liên hệ số điện thoại mình là 0849 02 0790 để sở hữu cái cây mai bonsai già xù này nha. Cây đang ra lọc đầy đủ trên tất cả các chi cành rồi, mình giao lưu nha anh em.